Nếp cẩm Hà Nội, nếp thang miền Nam nha. Rồi á là giống bưởi năm roi rồi ha. Bỏ quý vị, giống Phật là tốt nhất. Nên mình gieo trồng giống Phật là gieo trồng giống từ bi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Thiên Chánh, kính bạch trên chư tôn thiền đức, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Tam Bảo ở tại thế gian này á thì được gọi là thế gian trụ trì Tam Bảo. Tam Bảo có ba thể: xuất thế gian Tam Bảo, rồi là thế gian trụ trì Tam Bảo, còn đồng thể Tam Bảo, tức là Tam Bảo có ba thể. Thì tượng Phật, chùa, kinh sách, chư tăng, đó là thế gian trụ trì Tam Bảo. Nhưng mà nếu mà chúng ta đúc tượng Phật, chúng ta tôn thờ Phật, thì mình xem cái phước báo và công đức mang lại như thế nào, để chúng ta có thể hình dung được rằng á, tại sao đời nhà Trần phát triển của nền Phật giáo rực rỡ như vậy. Và có cái câu á, là xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, trong ba việc ấy thế gian nên làm. Tại sao trong ba việc ấy thế gian nên làm? Thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau một đề tài được mang tên á, chưa mới mang tên mà chưa có đề tài mà. Chúng ta trao đổi nhau đề tài được mang tên tôn thờ tượng Phật, phước báo vô lượng. Tại sao á là thầy lại nói tôn thờ tượng Phật, phước báo vô lượng? Căn cứ vào đâu để nói điều đó? Căn cứ thứ nhất á là trong sử của Phật giáo, khi mà trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì Đức Phật dạy vào đời sau ai chiêm bái tượng Phật, chiêm bái thánh tích của Phật thì phước báo cũng như là gặp Phật. Mà quý vị biết, một người á gặp Phật á thì phước báo lớn lắm mới có thể được gặp Phật. Nên á bây giờ người ta đi sang Ấn Độ á, ta chiêm bái thánh tích của Đức Phật có bốn thánh tính lớn gọi là tứ đại động tâm. Thứ nhất là nơi Phật đản sanh, thứ hai là nơi Phật thành đạo, thứ ba là nơi Phật chuyển pháp luân, thứ tư là nơi Phật nhập Niết Bàn. Ở tại Ấn Độ thì có nhiều thánh tích lắm, mà ở đó có bốn thánh tích lớn gọi là tứ đại động tâm. Mình đi đến đó mình xúc động cái tâm của mình, cũng như là mình trở về quê nhà của mình á, chính bản thân thầy á cũng rất là xúc động, chảy nước mắt luôn mà, nghe là rất xúc động, nên gọi là tứ đại động tâm. Nhưng mà người Ấn Độ đó họ không xúc động gì hết á, như mình đó thì lại rất là xúc động. Dạ quý vị. Cái thứ hai đó là chúng ta biết á, là Đức Phật đản sanh ở đâu không? Đức Phật đản sanh ở Lumbini, tất nhiên là ở vườn Lâm Tỳ Ni. Lâm Tỳ Ni không phải là cái vườn, mà Lâm Tỳ Ni là một xứ, có nghĩa là một cái tên gọi của một cái chú xứ. Và ở cái nơi mà bà Hoàng hậu Maya đản sanh ra Đức Phật á, thì nơi đó có cái khu vườn nên gọi là vườn Lâm Tỳ Ni. Chỉ Lâm Tỳ Ni là một địa danh. Cái thứ hai nữa, Đức Phật thành đạo ở Bogaya. Bogaya thì mình dịch được gọi là Bồ Đề Đạo Tràng ở Bogaya. Cái thứ ba nữa, Đức Phật chuyển pháp luân ở tại Sanak. Sanak đó là mỗi một khu rừng, người đó là khu rừng Nai. Và Đức Phật nhập Niết Bàn ở Kusinara, tức là cái xứ sở Kautina ở dưới hai tàng cây, nên ta gọi là sông Thọ. Thọ là cây á, hai cái cây sông Thọ, hai cây nên ta gọi là sông Thọ. Như vậy thì Đức Phật dạy rằng á, khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, ai đến thánh tích của Phật, ai chiêm bái, chiêm ngưỡng tôn tượng của Đức Phật thì phước báo rất là to lớn. Và cái việc thờ Phật đó quý vị, không phải là sau khi Phật Niết Bàn mới là thờ Phật. Ta thờ Phật trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, quý vị tin không? Chúng ta lịch
lật lịch sử Phật giáo ra, có một cái kỳ hạ là Đức Phật ngài về cung trời Đao Lợi để thuyết pháp độ mẹ của mình, đó là hoàng hậu, và hoàng hậu nào? Hoàng hậu Maya. Sau khi đản sanh Đức Phật được có 7 ngày, bà đã sanh về cõi trời, có nghĩa là nói chung là quy tiên là đã chết đó mà sanh về cõi trời. Bà sanh về cõi trời thứ tư của dục giới, tức là nơi Bồ Tát Di Lạc. Ở nơi đó thì bà trở thành một tiên nam, một cái thiên nam chứ không phải là thiên nữ. Và khi bà Đức Phật ngài lên cõi trời thì ngài lên cõi trời thứ hai là cõi trời Đao Lợi, ngài thuyết pháp. Thì lúc đó mẹ của ngài á, là vị thiên nam nó mới bay từ cõi trời Đâu Xuất bay qua cõi trời Đao Lợi nghe Đức Phật thuyết pháp, chứ không phải là Đức Phật thuyết pháp ở cõi trời Đâu Xuất. Và Đức Phật thuyết pháp ở nơi đó đó, cái ở trong Bắc truyền á thì có hai cái bài kinh, đó là bài kinh Địa Tạng và bài kinh A Tỳ Đàm. Nhưng ở trong Nam truyền á thì nói có một bài thôi, đó là bài Vi Diệu Pháp, tức là A Tỳ Đàm. Nhưng nói chung Đức Phật có gì đó thuyết pháp ở cõi trời. Thì Đức Phật về đó trong vòng 3 tháng hạ, tức là vào cái mùa hạ của Chư Tăng đó, thì Đức Phật về đó thuyết pháp 3 cái tháng hạ. Và Chư Tăng ở đây á, là không có thấy Đức Phật hiện diện trong 3 tháng hạ đó, mới ngài ở trong giáo đoàn á, mới thỉnh với Đức Phật là có thể làm tôn tượng của Đức Phật, để cho mỗi khi mà Chư Tăng tu tập á, nhìn vào tôn tượng của Đức Phật khởi lên lòng kính tinh tịnh tín bất động đối với Tam Bảo để tu tập, thì Đức Phật đã hứa khả và đồng ý điều đó. Từ đó thì mới có các cây tượng Phật ở khắp nơi, để thông qua tượng Phật chúng ta như là đối diện trước Phật, nên cái lòng mà tịnh tinh đối với Tam Bảo nó được gia tăng, cái lòng mà quy ngưỡng đối với Đức Phật nó được gia tăng. Quý vị biết á, là trong cái bài kinh Giảng Đường Bằng Gạch á, Đức Phật ngài nói rằng nếu một người nào giàu cho tu sĩ hay là cư sĩ có niềm tin tịnh tín bất động đối với Phật, có niềm tin tịnh tín bất động đối với Pháp, có niềm tin tịnh tín bất động đối với Tăng, và có niềm tin đối với giới, tức là giới bổn, thì người nào có bốn cái niềm tin tịnh tín bất động này thì người đó lập tức đắc sơ quả Tu Đà Hoàn, bước vào hàng thánh thứ nhất. Và quý vị biết á, là chúng ta thờ Phật hàng ngày ra vào, chúng ta tấp chấp tay tôn kính Phật là chúng ta quân tập cái lòng tin với Đức Phật, nên công đức lớn lắm. Mình thấy vậy đó quý vị, mình không có thờ, có nhiều người nói là Phật cát đá xi măng không cũng lại, vân vân. Cái đó là họ không có niềm tin với Phật, nên họ thấy là không thấy hình tượng Phật, tôn tượng Phật, mà họ thấy cái chất liệu làm nên tôn tượng. Ví dụ như nếu mà Đức Phật thể gian thì họ cũng thấy Đức Phật là tứ đại thôi, là máu thịt thôi, đúng không? Còn Đức Phật ngài đã nhập Niết Bàn thì họ thấy Đức Phật là cát đá xi măng hay là gỗ, vân vân. Còn chúng ta nhìn thấy Đức Phật, chúng ta khởi lòng tin tha thiết Đức Phật, ta nghĩ đó là Phật nên chúng ta tôn kính, chúng ta nghĩ đó là Phật nên chúng ta khởi lên cái lòng tịnh tín đối với Tam Bảo, dần dần. Như vậy thì thông qua nhìn cái tôn tượng của Đức Phật bằng các chất liệu khác nhau thì chúng ta khởi lên cái niềm tin tịnh tín đối với Phật. Trong bốn điều mà chúng ta được một điều là thấy là mình cũng bước một chân này, đúng không? Bước một chân vào dòng thánh này quý vị. Nên nhà nào chưa có thờ Phật nên chúng ta hãy thờ Phật thôi quý vị, phúc báo rất là lớn. Và có một câu chuyện vào thời Đức Phật thì ngài Mahakayip á, tức là ngài tổ thứ nhất, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn ngài truyền y bát lại cho tổ Mahakassapa, tức là tổ Mahakayip. Thì ngài Mahakayip từ nhỏ lớn lên, ngài sanh ra đó, da của ngài á là vàng mà sáng láng giống như là vàng rồng vậy đó, da của ngài đó, tức là da một cái màu vàng sáng như là vàng 24. Ngài là phước báo tạo nên cái làn da của ngài vàng ống sáng rực đó quý vị. Thì cái quả báo nào cho ngài Ca Diếp được cái màu da vàng ống sáng rực như vậy đó quý vị?
là vào ở thời quá khứ xa xưa, vào thời Đức Phật Tỳ Bà Thi ngày thành đạo ở cõi Ta Bà này, thì lúc đó khi Đức Phật ngày nhập Niết Bàn thì ở thế gian á, người ta mới lấy vàng á đúc lại thành tung tượng của Phật. Ngày mai mà đúc đồng nè, chứ mà phải thiên chánh mà đúc tượng vàng 2 tấn cái dữ lắm mà nghe, nổi tiếng à, nổi tiếng thế giới à. Quý vị mới đúc đồng thôi ha, thôi kệ cũng được, đi từ từ, phải không? Từ từ biết đâu một thời gian nữa tương lai xa mịt mù thiên chánh đúc 2 tấn vàng. Lúc đó quý vị mình tính làm sao? Mình nói gì thôi, chứ quý vị ở bên Campuchia đó, người ta đúc ở bên Myanmar đúc tượng Phật bằng vàng ròng, vàng thật luôn á quý vị. Còn mình ở đây á thì ít, chắc ít lắm mình không thấy. Hoặc là người ta là lát ở bên ngoài, tức là giác vàng với mạ vàng, hai cái khác nhau. Bây giờ có công nghệ phun đó, công nghệ phun quý vị thấy các khánh vàng đó, ta phun công nghệ phun thì nó ít tốn vàng lắm. Còn cái giác vàng á là phải bên ngoài một lớp mỏng 1-2 gem đó, ta lát luôn ở trên tôn tượng. Còn đằng này á, ngày xưa quý vị ta đúc luôn cái tôn tượng. Bây giờ á, mình đúc luôn tôn tượng bằng đồng, rồi đúc luôn cái tôn tượng bằng vàng. Quý vị, thì người ta mới đúc cái tôn tượng bằng vàng của Đức Phật Tỳ Bà Thi. Thì cái lõi của đúc tượng đó nó có cái bọt khí. Khi mà cái bọt khí nó ở chỗ nào thì ở chỗ đó nó ra bị lủng lỗ. Ở trên mặt của Đức Phật bị lủng lỗ. Quý vị, thì lúc đó có một cái thanh niên là thợ bạc với một cái cô gái tiểu thơ đi đến đó chiêm bái tượng Phật sau khi ngài nhập Niết Bàn. Thì lúc đó đó quý vị, cái cô gái này thấy ở trên gương mặt của Đức Phật bị lủng lỗ bởi bọt khí á, cái cô gái này mới phát lên cái tâm là tháo các cái trang sức của mình đang đeo ở trên người đó để mà làm cho đẹp lại cái nhung nhang, cái tượng Phật, cái gương mặt của Đức Phật. Nhưng mà đâu phải mà mình có dạng là được đâu, phải có thợ. Thì lúc đó có anh này nè, anh mới nói là tôi là thợ bạc, tức là anh đó nói là tôi thợ bạc, nói bây giờ thôi tôi đi ra công, còn cô á ra của, hai bên cùng cúng dường để làm lại cái tượng của Đức Phật cho đẹp. Như vậy thì quý vị, sau khi mà ngài ra công và cô kia đã ra của đó, thì làm lại cái tượng của Đức Phật rất là đẹp. Nhiều người ở tất cả các xứ, tất cả các nơi đi đến chiêm bái Đức Phật. Sau cái kiếp đó quý vị, thì hai người này quen nhau và thề nếu sanh ra bất kỳ ở nơi đâu trong cõi Ta Bà này thì hai người này cũng là vợ chồng. Tức là hai người này đều đi song đôi với nhau. Nhưng mà quả nhiên quý vị, sau kiếp đó nhiều đời nhiều kiếp, hai này người này sanh ra đều là vợ chồng. Và là luôn luôn lúc nào cái da của hai người này cũng vàng rực rỡ và rất là đẹp. Nhưng mà đặc biệt có một cái điều kiện quý vị, lúc hai người đó nguyện ở trong những kiếp tương lai gặp nhau đó, thì hai người mới nguyện rằng nếu trong hai người có một người nào muốn nhã ý đi tu thì người kia phải hết lòng ủng hộ, không được ngăn cản. Nên hai người này đã thỏa hiệp một cái hợp đồng với nhau từ tiền kiếp trước. Cho đến kiếp này thì ngài Ca Diếp á mới cưới được cái cô vợ này. Và ngài Ca Diếp nó nói á là ngài Ca Diếp đi tu thì cô vợ này sẵn lòng cho người chồng mình đi tu, không quý vị. Và sau này cái cô vợ này cũng đi tu, trở nên tỳ kheo ni ở trong giáo đoàn của nhà Phật, cũng đắc quả A-la-hán như ngài Ca Diếp luôn. Nhờ một miếng vàng và nhờ công sức mà ngài làm nên cái tôn tượng của Đức Phật đẹp như vậy, và cái nhân duyên lành đó đến ngày hôm nay gặp Phật Thích Ca Mâu Ni thành một bậc A-la-hán. Quý vị thấy không, cái nhân duyên để làm nên cái tượng Phật như vậy. Quý vị, thì cái đó mình nói về sử hồi xa xưa đi. Còn bây giờ nè, gần giờ thì bữa trước thì gặp một cái anh đó, anh mới tặng cho thầy một số cái viên ngọc bích để mà người ta quy y Tam Bảo á, thầy xỏ lại thành cái cọng dây đeo ngọc bích Myanmar đó. Dưới chùa thầy á mà nó cũng gần hết rồi, thì nó có khoảng chừng 5-7 ngàn viên thôi à. Tức là người ta tặng á, mua từ Myanmar về đó quý vị, đó thiệt luôn, ngọc bích thiệt đó.
nên quy thì cho người học học đeo cổ nè. À, dần dần mà từ mấy năm nay từ muốn hết nè. Thì à, hồi mà thì đi đến để mà nhận cái viên ngọc bích đó, thì mới tới nhà ảnh thấy nguyên một cái tượng bằng ngọc. À, quý vị, và mình thấy nhà ảnh có vẻ bề thế là à, sao thấy à, tối ngày đi chùa không à, à mà bề thế như vậy. Thưa quý vị, anh mới nói rằng á, ngày xưa á, anh nghèo lắm. À, tức là anh cũng đi làm công cho người ta thôi đó quý vị. Nhưng mà anh đi làm cái ca đêm, anh đi về, sao anh thấy ở trong cái bãi rác á, quý vị thấy một cái luồng ánh sáng nó lé lên, mà không phải là lé như đèn mình đâu, mà nó lé lên một cách mờ trong một cái bóng tối của cái bãi rác. Anh mới thấy lạ, giống hệt như là minua vậy đó, lé lên. Anh mới đi vào, anh xới cái bãi rác ra, thì thấy một cái tượng Phật người ta bỏ. Quý vị thấy không, ai mà không biết nè, không ý không tứ dân bỏ tượng Phật, mà bỏ sao mà ông hốt rác hốt luôn ở trong bãi rác. Cảm thấy ông xót xa quý vị, tức là anh này thì cũng là Phật tử rồi, anh xót xa, anh mới lấy về, mà cũng không hư gì nhiều lắm đâu, tức là tượng Phật vẫn còn nguyên, không hư gì nhiều mà cũ thôi à, người ta bỏ. Nên quý vị đừng có bỏ đó, giống hệt như bỏ vàng nghe. À, quý vị, tức là giống hệt mình có một cục vàng mình đem đi bỏ vậy đó. À, quý vị, anh lấy về, anh sơn rồi lại anh sửa lại, anh mà tắm xà bông rồi, rồi anh xịt dầu thơm rồi anh khử rượu rồi dữ lắm, anh khử trượt mà anh thấy xót xa, tức là trong bãi rác anh khử ra. À, quý vị, và cuối cùng về anh thờ không biết sao. Từ đó ông làm ăn phất, ông là làm cái gì cũng được hết chứ, ông làm gì cũng được chứ, 1 ra 2, 2 ra 4, 4 ra 8, 8 ra 16, cho tới ngày hôm nay quý vị mình khỏi nói này. À, cái gì là mình nhìn vô cái một là nhà ông như hoàng cung luôn á. À, quý vị, tức là ông nên là cái nhân duyên vậy đó, nhân duyên từ đó. À, quý vị mới thấy được là ở đây á, thì cái anh này á, quý vị được Phật gia hộ, được Long Thiên Hộ Pháp gia hộ. À, quý vị, ngài cái tượng Phật đã bị ta bỏ vào trong cái bãi rác vậy rồi, nhưng mà mình với lòng kính tinh, mình đó với một cái tâm mà hướng về Đức Phật, mình tôn thờ tôn tượng của Đức Phật, quý vị, phước báo tự nhiên nó lại sanh ra. Quý vị, đó là một trường hợp thứ nhất nha, thầy gặp. Còn một cái trường hợp thứ hai tại Cà Mau, quê thầy á, thì bữa đó có mấy anh đi đào đất mướn á, quý vị, ở trên kinh là đi đào đất mướn, ông đào lên sau gặp ba cái tượng Phật nhiêu nè, mà ở trong lòng đất nó không biết bao nhiêu năm rồi, không biết, mà nó ra cái ten, quý vị biết ra ten không? Ra ten tức là nó ố xanh ở trên tượng Phật vậy đó. Cái ba ông mới rửa sạch sẽ hết, thì mới đi vào ở trong khu chợ, bắt đầu đi ăn. Đi ăn thì cái cô này cô đi chợ, cô đi gặp ba anh á, cầm ba cái tượng Phật mà nó ố hết trơn rồi. Dạ, quý vị, vì cổ thấy tượng Phật sao đẹp quá, hỏi là mấy anh là nhặt tượng Phật này đâu, ông là ông đào kinh đó, xong rồi đào lên được ba tượng, biết sao đó đó. Cổ là thôi giờ mấy anh bán tôi đi. Cái mấy ông bàn sao hồi không, ba ông cái bán, họ bán giá nhiêu, ba ông nói là thôi giờ bán ba chỉ vàng, tức là người chỉ, tức ba ông chỉ, hiểu chưa? Cái cô này nè, cô nói là tôi cho ông mấy ông ba cây luôn đó, có nghĩa là mà ông bán có ba chỉ vàng à? Mà cô này cổ là tiệm vàng, nên nói cổ mới nói là thôi tôi thích cái này, là tôi thích, tôi thấy là tôi có duyên với các ngài này, nên bây giờ á là tôi mua luôn ba cây luôn á, tức là cho ông cây vàng. Quý vị, cây dạng về cũng mấy chục triệu, cho luôn cây dạng quý vị. Như vậy là cổ về, cổ về quý vị, bắt đầu á cổ rửa lại bằng nước axit rồi đó, rửa lại. Ai ngờ đâu á quý vị, ba tượng Phật đó bằng vàng 24 đấy, bằng vàng ròng luôn, đúc luôn một cái tượng vậy là mấy ký, một tượng vậy nên là không biết mấy ký vàng á. Ở cái ba tượng bằng vàng thiệt luôn, mấy cái chú đào đất là muốn cắn lưỡi luôn á. Mấy ổng thấy nó xét banh chân tính đâu tượng đồng thôi, bình thường mình á là tượng đồng, ai nhà đâu ba tượng bằng vàng thiệt.
có khả năng á, là không biết làm sao đó. À, quý vị, cái đợt cổ về của thờ trong nhà cổ trang nghiêm lắm, thờ trang nghiêm lắm quý vị. Mà bắt đầu á, ngày cổ thờ cái một cái tiệm cổ đắt, không có kể nào xiết nổi, chứ nó bán không kịp luôn, bán mệt xỉu luôn đó. À, quý vị, mà lại có thằng con hay đua đòi, ổng đi ổng đánh số đề giúp cá độ đá banh. À, quý vị, con cổ giải ức cổ á, thì không biết làm sao, ổng đợi lần gì không biết. Cái đằng bữa đó đó, cổ này cổ đang ngủ trưa, đang lúc 11, 12 giờ đó, đang ngủ trưa. Cái cổ thấy ông hộ pháp, ở chùa đó, ông hộ pháp mang gươm á ở chùa đó. Bắt đầu vậy là dậy con. À, tượng mày Phật mất rồi. Dạ, cổ nghe gì đó, cổ giật mình thức dậy. Cổ chạy đi lại chỗ thờ tượng cái gì? Mất thiện, mất tượng, ba tượng mất tượng. À quý vị, biết trên cao ở trong nhà ai vô lấy được thì cổ mới nghiền con cổ chứ ai đâu. À, quý vị mới hỏi mấy người làm đó là hồi nãy á, là thấy cậu Út có đi vô và đi ra không để ý vậy thôi. À, bắt đầu á, ông này á, cách cả chừng 30 cây số, ông mới xuống cái tàu đò đó, nó chạy dưới sông đó, tàu đò đừng muốn bán cái này đó, phải ra cái chợ Cà Mau, chợ lớn bán. À, quý vị, bắt đầu á, cổ bao xe, cổ bao xe đi đường bộ cho nó nhanh, bao xe ông đa đi đường bộ, đi tắt đón đầu đón chân bến tàu. À, quý vị, cổ tới trước đâu khoảng chừng 5-7 phút vậy, tới trước cái tàu đó đó, cổ chạy sao mà tới trước đó, cổ chặn chân tàu nè, cổ núp ngang bên ông này, lọt tọt cầm vỏ đi lên chặn lại lấy tượng lại. Quý vị thấy không, tượng Phật. Nên quý vị hãy tôn trọng, cái đó là người không có tu, còn người có tu phải tôn thờ. Cái người không có tu phải tôn trọng, còn người có tu á, quý vị phải tôn thờ, có niềm tin tịnh tính bất động đối với Phật. À, quý vị, thì người ta bước một chân vào dòng thánh. Nên gần đây á, quý vị, có một số người á, họ biết đó, cái đầu họ làm hình tượng Phật, họ làm bằng cái chậu đựng bông. À, quý vị, tức là cái hình Phật ở trên cái chậu đựng bông, rồi họ làm hình Phật ở trên cái ghế ngồi. À, cẩn vào trong ghế ngồi, quý vị, mình ngồi lên nè, tội. À, quý vị, tuy là nhầm khi á, mình không phải là trong cái tôn giáo, hoặc là mình là người ngoài. À, quý vị, nhưng mà Đức Phật là một vị thánh nhân, cho nên á, chúng ta á, tuy là mình không tin hay là mình không có ở trong tôn giáo, thì chúng ta có một sự tôn trọng, vì mọi người khác đều tôn trọng vị này. À, quý vị hiểu không? Nên mình cũng vậy nữa. Ví dụ như có nhiều người tôn trọng vị này thì mình cũng phải tôn trọng, tại vì vị này cũng phải có đức độ gì đó mới được nhiều người tôn trọng. À, dần dần. À, cái gì? Còn người nào lấy hình tượng của Đức Phật mà để nên ô uế, hình tượng của Đức Phật mà không có sự tôn kính và không có sự tôn thờ, quý vị, và tôn thờ không có sự trang nghiêm, thì người này sẽ bị quả báo rất lớn. Còn người nào mà để hình tượng Phật tôn kính, tôn thờ và tôn thờ trang nghiêm thì phước báo rất là to lớn. À, quý vị, cái đó là chúng ta đang nói á, tới là chúng ta tôn thờ tượng Phật thì phước báo nó to lớn như vậy. Như vậy á, thì cái người mà làm ra tượng Phật, quý vị, và cái người tôn thờ tượng Phật, quý vị, là hai cái phước báo nó khác nhau. Ví dụ như á, quý vị làm ra tượng Phật nha, làm ra tượng Phật có nhiều cách làm ra lắm. Ví dụ như một cái người thợ điêu khắc, bắt đầu họ lấy cái cây, ban đầu cái cây bình thường thôi quý vị, bắt đầu họ vẽ lên đầu, họ đục nha, ngày đêm đục hồi ra hình tượng Phật. Rồi bây giờ á, là họ lấy đồng, bây giờ quý vị á, là sáng ngày rằm này nè, là ngày 15 này, quý vị lại chứng kiến cái cảnh đúc đồng. Người ta có cái khuôn, có khuôn, bắt đầu người ta để đồng vô, người ta nấu đồng lên với cái nhiệt độ, mỗi kim loại đều có một nhiệt độ nóng chảy khác nhau, thì đồng sẽ nóng chảy với một cái nhiệt độ nào đó, thì người ta mới đổ vào trong khuôn, và trong khuôn đó sẽ đổ ra thành một cái tôn tượng đó quý vị. Và mỗi kim loại đều có khối lượng riêng khác nhau, nên đó quý vị vui lắm. Thầy chứng kiến cái cảnh đúc đồng này nè, ở trên núi Châu Thới nha, rồi ở dưới Bến Tre nha, rồi ở ngoài Trung nha. Ồ, rồi trong lúc đồng nảnh ai đấy, hiểu không? Có nhiều người
Nhưng mà quý vị, cái này theo thầy suy nghĩ thôi nha, chứ không biết có thiệt hay không nha. Cái khối lượng riêng nó khác nhau và nhiệt độ nóng chảy khác nhau. Mình về mình mới tra giữa đồng khối lượng riêng với đồng khối lượng với vàng cái nào nặng. Nếu cái nào nặng đó chìm dưới, cái nào nhẹ thì đó nổi trên. Và cái nhiệt độ nóng chảy, nếu nhiệt độ nóng chảy của đồng á là 100 độ mà của vàng 150 độ thì vàng không chảy. Quý vị hiểu không? Không chảy mà nặng hơn nó sẽ chìm xuống đáy. Chìm xuống đáy, ai gỡ khuôn người đó dính. Cái này tự mình suy nghĩ thôi nha, cái này tự mình suy nghĩ à, chứ mình không có dám nói gì. Mình nói người ta không được, không nói, không, mình không nói. Mình chỉ là suy nghĩ vậy thôi à, chứ không có nói. Dạ quý vị, nếu mà ai có gì đó thì đem ra ngoài chợ bán, đem tiền để tôi mua đâu. À, quý vị còn mình dục vô coi chừng nó không phải trong cái tượng đó, tại vì nhiệt độ nóng chảy khác nhau và khối lượng riêng khác nhau nên không thể hòa hai cái được. Không, cái đó là suy nghĩ riêng thầy, thầy không phải là dân đúc đồng, nhưng mình suy nghĩ riêng đó thôi. Thay vì mình đem ra ngoài này mình đổi thành money cái mình, hiểu không, hiểu không, hiểu được rồi quý vị. Như vậy đó, thì chúng ta tạo nên một cái tôn tượng Phật từ những cái bình dị đơn sơ. Nhưng mà nếu mà chúng ta gia tâm, chúng ta có cái công sức và chúng ta có tâm, nên quý vị thấy cũng hai cái tượng, hai cái chùa, thầy không nói hai chùa nào đâu, ở trong đó có cái chùa của sư phụ thầy, cái tượng Phật mà người ta đắp bằng xi măng, quý vị rất là có hồn, rất là đẹp. Thì cái vị khác mới thấy vậy đó, mới nhờ cái người mà đúc tượng, tức là người tạc tượng bằng xi măng á, tạc tượng cũng y cái mẫu đó. Chật quá, không hiểu à, quý vị. Nên những cái người mà ta tạc tượng Phật, những cái đúc đồng hoặc là tạc tượng, những cái quan trọng đó quý vị, bắt đầu người ta chai tịnh, ta thanh tịnh, kiểu mình tịnh quá tâm hồn. Chai tịnh là ăn chay, và cái thứ hai nữa là mình đó là sống không ô uế ở trong thời gian người ta tạo ra tượng Phật đó quý vị. Tại vì ở đây là cái nét, cái hồn ở trong cái pho tượng quý vị á, không phải là không tin đâu quý vị. Người ta á, là nếu người nào nha mà họ tịnh quá tâm hồn, có tu tập, họ á, là có ăn chay lạc và họ không có sống chung với vợ chồng mà xung quanh đó quý vị, họ làm tượng Phật rất có hồn và rất là đẹp đó quý vị. Không biết làm sao, cái này mình nói về tâm linh thì không giải thích được cái này. Hình như á, là có Phật mười phương gia hộ, có Long Thiên hộ pháp âm thầm gia hộ các vị này à, quý vị. Do đó mà mình cũng vậy quý vị. Bây giờ á, cái người tạo ra cái hình tượng của Đức Phật và cái người cúng dường để tạo ra hình tượng của Đức Phật à, quý vị, hai vị này đều tạo ra hình tượng của Đức Phật mà tạo ra hai kiểu khác nhau. Nếu không có mình cúng dường vô thì ông kia không sao tạo được, mà nếu không có ông kia mà mình có cúng không cũng đâu có tượng Phật à. Như vậy thì hai bên đây là có hai cái phước báo hùng với nhau á. Phước báo hùng thì cũng giống như là cô tiểu thơ hồi nãy ra vàng, cái anh á thợ kim hoàng ra công, phải không? Mình bây giờ mình là tiểu thơ đó, còn mấy cái mà vị mà đúc tượng đó là cái anh thợ bạc, phải không? À, do đó bây giờ quý vị mà cúng dường mà tạo tượng, nếu mà lỡ đi trong sanh tử luân hồi á, tiểu thơ hết, đó là nhà giàu hết, chứ sao là sanh ra là nhà giàu hết, tiểu thơ hết nè. Như vậy thì chúng ta tạo ra một cái hình tượng của Đức Phật, tạo ra tôn tượng của Đức Phật à, quý vị, thì cái phước báo nó lớn như vậy rồi. Nhưng cái đó là mình tạo ra hình tượng, tôn tượng để mà mình nhìn vào, người ta nhìn vào để ta noi theo cái hạnh nguyện của chư Phật. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, đối với cuộc đời của con người đó, quý vị, tạo ra hình tượng Phật trên cái khúc gỗ mục này nè, tức là mình giống như là khúc gỗ mục à, quý vị. Bữa trước á, thầy đi ra ngoài đường nè, thấy mấy cái chú mà đi xin á, ông ấy bắt mấy cái đoạn sám á, văn á, cũng rất là hay à, quý vị. Cây với thuyền nào có xa nhau, tỳ duyên đèo gọt phây bào, thì cây so với thuyền tàu khác chi. Ví dụ như cái mục với một cái thuyền thì là nó đâu có khác nhau, nhưng mà nếu mà chúng ta đèo gọt phây bào
thì cái cây gỗ nó ra cái chiếc thuyền. Bây giờ ví dụ như cây gỗ so với hình tượng Phật mà chúng ta ra tâm đẻo gọt phay bào, hoặc là chúng ta ra tiền để mướn người ta đẻo gọt phay bào, thì ra cái hình tượng Phật. Mới đầu cái cây có ai lại không? Nó có gì. Nhưng mà bây giờ ra hình tượng Phật có người ta lại không? À, có người ta lại, đúng chưa? Như vậy thì từ cái cây không có ai lại hết, tức là không có sự tôn quý và không có sự quý trọng, không có sự tôn kính và không có sự tôn nghiêm. Nhưng mà ra hình tượng Phật thì có tôn kính, có quý trọng, có tôn nghiêm. Bây giờ à, quý vị, hồi Thái tử Siddhartha à, quý vị, ngài vào rừng mà tu tập á, quý vị, nói chỉ Phật Thích Ca thở chưa, vào rừng tàn cũng được mà thôi. Sáu năm thanh tịnh ngài ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Như vậy bắt đầu ngài ngồi đó, ngài ngồi ngài tu tập là làm gì quý vị? Ngài tạo nên tượng Phật à, trên cái thân tứ đại của quận này, giống hệt trên cái cây gỗ mà mình đang đục vậy đó. Mình đang đục, cái người tu á là người đang tạo tượng Phật. Còn cái người á quý vị mà không có tu á là người đang bữa cây thành củi á. Đó quý vị, cái cây bữa thành củi thì nó cũng còn đỡ đỡ một chút, giống hệt như có phước vậy đó. Còn cái người á mà đập cái cây cho nát ra luôn á, dục bỏ là khác nữa nha. Còn bữa cây thành củi ít ra cũng giúp được cho đời thì đó là tạo phước đó. Mình ngồi mình tu tập mình tạo phước là bữa cây thành củi. Nhưng mà ngồi mình tu tập mà để trở nên công đức, để trở thành vị thánh, trở thành vị thật Phật trong tương lai, là chúng ta đang điêu khắc đục thành tượng Phật, giống hệt như chúng ta đúc đồng, giống hệt như là chúng ta đẽo bằng cây, bằng gỗ à, dần dần. Như vậy thì quý vị, cái người tu là chính là cái người mà đục cây, đẽo cây, điêu khắc từ cây bình thường, tầm thường ra hình tượng của Đức Phật, mà được người ta bái lại, được người ta tôn kính, có phải không? Ví dụ như có nhiều người nha, ta diễn ly, ta yểm ly, người ta đi vào trong cốc, đi vào trong ăn, đi vào trong rừng vắng hoang vu, ta độc cư thiền định, ta tu tập để chuyển hóa tâm hồn. Một tâm ác mà chúng ta chuyển hóa, giống hệt như là chúng ta đi vào một cái cây đục mà đục gần nên cái hình tượng của chư Phật và chư Bồ Tát. À, quý vị, chúng ta đang đục nè, đục mình đó, mình tự đục mình. À, đẻo mình để từ một cái người bình thường ta gặp ta ngó lên lơ, mà trở thành một cái vị tôn nghiêm ta gặp ta xá, còn trở thành một cái vị mà ta gặp ta lại. Quý vị thấy không? Cái đó là mình khéo đục, tức là mình khéo đục, mình khéo tạo à, mình khéo nặng, mình khéo gọt, mình khéo phay, mình khéo bào trên cái đó để ra được cái hình tượng Phật. Thì cái công đức này là công đức lớn nhất. Còn cái công đức mà chúng ta tạo ra cái hình tượng Phật để cho người khác bái lại thì cực kỳ là phước báo rồi, nhiều đời nhiều kiếp. Đối với Ngài Ca Diếp đó quý vị, là mấy ngàn kiếp trên cõi trời và mấy ngàn kiếp ở thế gian, chỉ cần cúng dường để tạo nên cái hình tượng tôn tượng của Đức Phật không đó quý vị, mà người ta hưởng ngàn kiếp, không không có tính một hai kiếp ở đây đó quý vị. Nên vào đời nhà Trần đó là xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, trong ba việc ấy thế gian nên làm là cho đó. Làm để tạo gì? Tạo phước báo, làm để tạo công đức. Khi chúng ta nhìn thấy tôn tượng Đức Phật là bậc mô phạm, chúng ta khởi lên lòng tịnh tín đó Phật, tức là ta gieo duyên lành đối với Phật. Mà mỗi khi á mình gieo duyên lành à, đối với Phật á quý vị, thì là tự nhiên á là trong tâm của mình xuất hiện cái đức tính của Phật. Bây giờ ví dụ nha, có bao nhiêu cách để mà ta xuất hiện đức tính của Phật ở trong tâm của mình nè quý vị. Thứ nhất là thờ Phật, thứ hai là lại Phật, thứ ba là quy Phật, thứ tư là niệm Phật à, thứ năm là tán thán à, chư Phật, thứ sáu á, là trang hoàng điện Phật, thứ bảy là cúng dường tạo lập tôn tượng của Đức Phật. Thì tất cả những cái đó chúng ta gieo duyên lành, đức tánh Phật sẽ xuất hiện ở trong tâm mình, tức là cái hạt bồ đề nó đang nảy nở, hạt bồ đề nảy nở trong tâm của mình à, quý vị. Bây giờ nha, nếu mà ở trong kiếp này chúng ta không có quy y Phật, chúng ta không thờ Phật, chúng ta không lạy Phật, chúng ta không cúng Phật, chúng ta không tán thán chư Phật, chúng ta không có trang hoàng điện Phật,
chúng ta không có tạo hình tượng của Đức Phật hay cúng dường tạo nên hình tượng của Đức Phật đó quý vị. Cái hạt bồ đề ở trong lòng của mỗi người của mình đó quý vị, nó vẫn còn ngủ đó. À, pháp giới chúng sanh mà giai hữu Phật tánh, cái hạt bồ đề nó vẫn còn nằm ở trong tâm đó quý vị. Nên tất cả mọi loài mà đánh thức được hạt bồ đề lên cái như là chủng tử của Phật, được lên cái cây, à, cái cây cây bồ đề. À, nên trong bài khai kinh đó nhỉ, khai kinh kể vô biên pháp giới, bá thiên đồng ngưỡng mộ thọ truyền, thâm thâm diệu diệu vô biên, giải năng thiện nghĩa giác duyên bồ đề. Cả chúng sanh quay về nghe Phật, dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Nên đó quý vị, trong tất cả cây giống chúng ta trồng ở trên thế gian này, à, quý vị, là giống Phật là quý giá nhất. Chứ đừng nói sầu riêng di sáo nha. Rồi à, nếp cẩm Hà Nội, nếp than miền Nam nha. Rồi á, là giống bưởi năm roi đồ ha. Bỏ, à, quý vị, giống Phật là tốt nhất. Nên mình gieo trồng giống Phật là gieo trồng giống từ bi. Nên con cái trong nhà mình của mình nó có giận quý y chứ. Hồi chiều có Phật tử là thầy con 10 tháng quý y được không thầy? Dạ quý vị, khỏi 10 tháng thì chân á mới có tượng chút xíu trong bụng cũng quy y được luôn nữa. Quý vị hiểu không? Quy y là gì? Quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo mà. Nên mình đó, mình trở về với Phật, mình hướng dẫn cho con cái. Dạ, anh chị em trong nhà, nhất là cha mẹ của mình á, ai mà đền ơn á, sanh thành dưỡng dục cù lao cha mẹ nghe, dẫn cha mẹ quy y cái gieo duyên lành, cái hạt bồ đề nở, dòng khi nó nở có chút xíu mới nứt năng à. À, có gì hết không? Còn mình đó tu tập đó, cây bồ đề á cao, cây bồ đề cao sổ dần già che mát cả tam thiên. Ai biết kinh gì? Ai biết? Biết không? Ồ, không tụng kinh Pháp Hoa nha. Phần đầu kinh Pháp Hoa đó. Dạ quý vị. Như vậy á, thì chúng ta thấy á, cái hạt bồ đề nó nảy nở lên khi chúng ta gieo được những cái duyên lành đến với nhà Phật. Còn bằng không á quý vị, bồ đề bị úng, nước ngập bị úng. À, quý vị thấy chưa? Ở trong này á, ai chưa quy y đâu giơ tay lên coi. Có chừng bồ đề úng. À, quý vị, có những bồ đề úng nha. À, như vậy á, thì chúng ta mới thấy á, là khi mình gieo duyên lành à, với nhà Phật đó quý vị, là bồ đề nó sẽ nảy nở lên, thì phước báo công đức cũng theo đó mà vô lượng vô biên. Dạ quý vị, đó là chỉ có giống bồ đề thôi. Nhưng mà cái bồ đề nó nảy nở lên, mình phải là tưới nước, à, phải là chăm bón, à, mình phải dung trồng hàng ngày, cái gì cũng vậy á, nuôi là nó lớn lên à. Bây giờ ví dụ nha, mình nói một cái thôi, một cái tâm tham, cái tâm tham của mình, nếu mình khởi lên tâm tham mà thực hiện hành vi tham, là chúng ta đang nuôi cái tâm tham đó lớn lên. Mà quý vị á, kết quả của tâm tham là đọa vào ngạ quỷ đó. Ở đây ai muốn làm quỷ giơ tay lên. Không thiệt chứ. À quý vị, đẹp như ma mà xấu như quỷ. Ma Dương trời đẹp lạnh lùng sương gió luôn nha. Hồi mà à, ông Ma Dương á, ông biệt phái ba đứa con gái ma của ổng xuống phá mà Đức Phật Bồ Tát Sĩ Đạt Ta khi ngài ngồi ở Bồ Đề Gia với cội cao bồ đề á, quý thấy không, ba cô gái ma là đẹp lạnh lùng luôn, gọi là đẹp như ma, mà tới bắt què quỷ gì nè nghe, quỷ á, Đức Phật dạy quỷ đói, cái đầu á thì như cái thúng, cái bụng á như cái trống chậu, cần cổ á là như cái kim thôi. À, quý vị, như vậy á thì là tay chân khẳng khiu thấy ghê à. À quý vị, như vậy á thì quỷ nó xấu lắm. À, quý vị, mà làm sao để thành quỷ? Bây giờ mình muốn xấu không? Muốn không? À, nếu muốn xấu hãy thành quỷ, mà muốn đẹp hãy thành ma. Ma Dương, ma cổ trời đẹp lắm. À, quý vị, còn con ma mà ở dưới thế gian chúng ta thấy mà nó vẽ mấy cái hình rồi trên phim đó quý vị, con ma đó là ma do người ta tưởng ra chứ không ai thấy chứ. Người ta tưởng, nghe nói tới con ma cái người ta thấy đó là con mắt nó xanh chành nha, tóc tai nó sụ xuống nha. Quý vị, tự nhiên ma cái sụ tóc. Tại sao ma sụ tóc?
quý vị, là người ta nghĩ ra con ma nó phải tóc sụ mới là con ma, còn ma mà tóc tém rồi lên mặt sáng láng phải không ma. Quý vị, bên người ta vẽ ra hình ma thấy ghê lắm, mắt nó ma quái lắm ha, còn là cái gương mặt nó sụ xuống ghê lắm. Tất cả ma đó không phải là con ma thật, mà con ma đó là con ma nằm trong tâm tưởng của chúng sanh. Quý vị, mỗi người vẽ ma khác nhau. Bây giờ ví dụ nha, đưa người một cái tầm tờ giấy, kêu là các vị hãy vẽ ra con ma mà các vị biết. Quý vị, rồi cuối cùng mình vẽ ra con ma mà nó xấu quắc luôn, nó ma đó ma thế gian. Còn ma mà trên cõi trời mà được biệt phái từ cõi trời tha quá tự tại thiên đi xuống thế gian này là ma đẹp lạnh lùng lắm, ma có phước. Trên cõi trời là có phước, nên á là ma. Có nhiều người nói là tại sao á mà là chư thiên trên cõi trời mà lại là ma. Quý vị, ở đây là lấy sự mà diễn lý thôi quý vị. Tại vì trên cõi trời là cõi có phước báo, nên khi mình phước báo á là chúng ta còn sống trong cái cảnh hưởng cái phước báo đó, là cái tâm dục của mình á nó vẫn còn. Quý vị, mà tâm dục lớn nhất á là ở cái cõi trời, ở cõi trời của dục giới. Cõi trời dục giới mà lớn nhất của dục là cõi trời thứ sáu. Quý vị hiểu cái nỗi này không? Quý vị, tức là có 7 cõi dục thiện và 4 cõi dục ác. Sau khi chết đi ta đi 4 cõi dục ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la ác. 7 cái cõi dục thiện đó là cõi người, cõi trời tứ đại thiên dương, trời đau lợi, trời dạ ma, trời đau sức, trời quá lạc, trời tha quá tự tại thiên. Như vậy đó thì 7 cái cõi dục, trong đó có 6 cõi trời dục giới. Quý vị, mà cõi trời dục giới đã là cõi trời dục, có chữ dục chẳng có gì, mà đạo của dục là đạo của ma. Như vậy thì cõi cao nhất của dục giới là cõi nào? 6 cõi trời dục giới, cõi cao nhất là cõi trời tha quá tự tại thiên, là cõi trời thứ 6, đúng chưa? Như vậy á, ở cõi trời dục giới cao nhất là cao nhất chỉ huy tất cả các cõi dục, đúng không? Thì ma dương phải rồi, đúng không? Quý vị hiểu chỗ này không? Tại trời dục giới mà trùm của trời dục giới là trời thứ 6, vị vua của trời thứ 6 thì không phải là ma dương sao? Quý vị, tại vì dục là đạo ma, ly dục mới là đạo Phật. Nên cái từng thiền đầu tiên để đi vào cửa Phật đó, Đức Phật thiết trong kinh Nhập Tức Xích Tức Niệm, quý vị, ly dục ly bất thiện pháp, chứng và chú từng thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. Có nghĩa là người ta ly dục mới quay về đạo của Phật. Còn nguyên nhân của đau khổ là do dục, quý vị, ở trong kinh Tứ Diệu Đế, trong phần á, là tập đế khổ tập diệt đạo á, trong phần tập đế, nguyên nhân của tất cả đau khổ là do dục, do muốn thỏa dục nên người ta mới đau khổ. Do đó mà cõi trời dục giới thì có 6 cõi, cái cõi cao nhất dục giới là cõi trời của ma, là chỉ quy tất cả các dục ở trong 7 cõi dục thiện. Quý vị, chứ không phải là ma ở trên trời. Quý vị, ở đây chúng ta đang nói gì tới cái lý của cõi dục, mà cao nhất cõi dục là tha hóa, nên ma dương là vua trời của cõi dục, mà là cõi tha hóa tự tại thiên, đó là cõi dục giới. Rồi tới là 16 cõi sắc giới và 4 cõi vô sắc giới nữa. Cõi sắc giới á, là trời của thiền định. Ví dụ như cái người nào ly dục thì người đó tuy ở cõi ta bà này nhưng tâm của họ đã lên cõi của sắc giới chứ không còn ở trong dục giới nữa. Nếu người nào mà tu ở thế gian bắt đầu á, tìm một gốc cây, tìm một bãi tha ma, tìm một ngôi nhà trống, tìm một đống rơm, chéo chân kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra, cái gì ấy á, hít vào rồi biết hít vào, thở ra rồi biết thở ra, vị ấy quán thân trên thân, quán thọ trên cảm thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, vị ấy quán vô thường, rồi vị ấy đi đến là thấy tất cả các cảnh giới vô thường nó đều là khổ, bởi vì tất cả các cảnh của dục giới này là sáu trần, nó là rỗng không, nó là khổ đối với tất cả chúng sanh nếu chúng sanh ham muốn. Nên vị ấy phát lên cái tâm do tệ chi như vậy, chánh chi kiến như vậy, vị ấy phát tâm ly dục, tức là rời khỏi cái ham muốn của trần cảnh. Tại vì trần cảnh nó là vô thường, nó là rỗng không, nó là tan rã, có rồi lại mất, vì đó không còn ham muốn nữa. Nên vị ấy ly dục ly bất thiện pháp, nên vị ấy chứng và chú từng thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. Nên khi bà ta chứng từng thiền thứ nhất đó rồi đó quý vị, thì tuy là thân mình ở cảnh dục giới nhưng mà tâm của mình ở cảnh sắc giới. Quý vị hiểu này không?
Bây giờ ví dụ nha, mình lần chuỗi, lấy sau chuỗi ra tối tối, lấy sau chuỗi ra trao chuỗi 108 hộp nha. Ấy hà thiên xích làng khổ hải giảng trùng ba, dục pháp luân hồi khổ tạo cấp niệm di đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới tam thập lục dạng, ức nhất thập nhất dạng của thiên ngũ bá đồng danh đồng hiệu, đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nhờ câu niệm Phật mà tâm mình được thanh tịnh, nhờ câu niệm Phật mà tâm mình được thanh tịnh, không còn loạn động trước cảnh trần. Ngày xưa đó quý vị gặp một cái là mình nhảy lưng tưng lên rồi, còn ngày hôm nay mình gặp thì gặp mà mình trầm tĩnh. Con Phật đó quý vị gặp trầm tĩnh, còn bằng không nghịch ý cái nổi sân đùng 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 đùng, nuôi nó một hai ngày, một ngày ba 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 ngày vốn chắc chắn là đọa địa ngục, không đường nào mà khỏi chứ không quý vị. Thầy nói chắc chắn bảo đảm chăm chăm luôn, nếu mình nuôi cái sân mình lớn hơn, nuôi tham lớn lên là sao người đó chết là đọa thành quỷ liền tại chỗ sau khi chết. Còn người nuôi cái sân mình lớn lên, người đó chắc chắn đọa địa ngục, nếu người đó không tu tập không sám hối là đọa địa ngục chắc chắn 100%. Mà quý vị biết xuống địa ngục một cái nó đau khổ tan thương dữ lắm. Nên khi mình còn ở trên thế gian này, mình là thân của con người, nhưng luôn luôn lúc nào mình cũng niệm Phật. Trước cảnh trần tâm mình không còn động loạn nữa, có nghĩa là nhất tâm bất loạn đó quý vị, là tâm mình đã là tâm tịnh độ rồi. À, quý vị, tâm đó chính là tâm tịnh độ. Mà tâm tịnh độ à, quý vị, mà mình là thân thì thân thế gian, thân loài người, thân trọng trượt, mà tâm đã thanh tịnh là tâm tịnh độ. Nên đó quý vị, khi tan rã cái thân này tại thế gian thì lập tức người này sanh ra cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Tâm nào sanh cảnh giới đó. Nên cái người mà đi vào cái tầng thiền thứ nhất đó quý vị, họ ra nhập sức vào tầng thiền thứ nhất, sau khi chết đi đó quý vị, thì thân hoại mạng chung, thân này rã tan. Nói thật đó quý vị, bây giờ nha, tóc đen, tóc trắng, tóc màu, tóc nhuộm nha, môi đen, môi đỏ, môi chì, môi xích à, dần dần nha, tướng cao, tướng lùn, tướng mập, tướng ốm nha. Người thì hoa hậu, người thì mẫu hậu, người thì phụ huynh, người tướng học sinh à, dần dần. Nhưng mà thiêu ra một cái, một cốt nào như cốt nấy, quý vị tin không? Đó. Khác nhau chỗ gì? Khác nhau chỗ cái tâm. Khác nhau chỗ cái tâm. Ông vào được sơ thiền, còn ông không có thiền nào hết, ông sân si. Vì chết đi mất cái thân tại ta bà này rồi, ông cái tâm ông sân si phải không? Ông đi về cõi sân si, cõi sân si, cõi địa ngục. Còn người này á, cái tâm sơ thiền phải không? Đi vào cõi trời sắc giới, cõi trời của sơ thiền. Cái người này mà tâm niệm Phật, nhất tâm bất loạn phải không? Đức Phật A Di Đà phóng đạo hào quang rước về Tây Phương Cực Lạc liền. À, quý vị lập tức liên qua quá sanh, đóng lại rầm cái ở trong đó cỡ chừng mấy ngàn năm, và qua khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát Di Bạn Lữ liền. Đầu ơi, cái thân trong suốt hoa sen, thân trong suốt bay không ở cảnh đó mà đẹp lạnh lùng luôn. Người mà ở Tây Phương Cực Lạc mình nhìn cái một mình hết muốn về luôn, về Tây Phương nhìn cái chữ lết không, không đi được. À, quý vị đẹp lắm. Còn ta bà mình cũng đẹp, nhưng mà nhìn cho kỹ, chờ đi. Bây giờ 18 đẹp vậy đó, tới 81 cái rụng không còn cái răng à, quý vị. 18 da mặt láng như sân bay, 81 toàn là đường hẻm à, quý vị thấy không? Đó. Còn 18 á, thì cái thân á, như mũi tên thẳng băng. Còn 80 thân như cây cung, cung vòng. Bởi vì cung với tên thì cũng một cặp, nhưng mà khác à, cái cong vòng, cái thẳng băng à. 18 với 81, quý vị thấy chưa? Thực tế cuộc đời là như vậy đó quý vị. Nên người ta không có chiều chuộng theo cái xác thân của mình nữa quý vị. Ta biết cái xác thân mình là giả tạm phù du thôi, đời là giả trăm ngàn canh già, sanh bệnh già thiên ngã biệt ly, thân mình sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nghe thì nó buồn nó thảm, nhưng mà
buồn thảm với người không tu, chứ người có tu chẳng gì buồn hết. Thân ta bà dơ giấy, thân ta bà giả tạm phù du, nhưng mà tâm của mình lúc này tâm sơ thiền rồi nha, nhị thiền nha, tam thiền nha, tứ thiền nha, tâm tịnh độ nha, tâm từ nha, tâm bi nha, tâm hỷ nha, tâm xả nha, tâm tuệ nha, tâm giải thoát nha, tâm giác ngộ nha, tâm hướng Phật nha. Quý vị mấy tâm đó ngon đó nha. Còn tâm tham nè, tâm sân nè, tâm ghen nè, tâm giận nè, tâm hờn nè, tâm ghét nè, tâm cọc căng nè, tâm khó ưa, tâm nhỏ mọn, tâm ích kỷ, tâm xu nịnh, tâm gian tham nè, tâm chùm so rồi nè. Thôi mấy cái tâm đó rồi chết một cái một, quý vị nó thảm lắm. Ôi mấy cục đen thui nó rước không à. Còn mấy tâm kia đó quý vị nhá nhá hào quang ta rước mà toàn chư thiên, chư Bồ Tát, chư Phật ta phóng quang ta rước không còn cái này á. Quý vị nó đen thui nguyên cục, thui lù lù rồi rước, lăn thui lù lù lại rước thấy xong rồi. Còn cái đường nào nữa, hỏi ôi luôn. Quý vị thấy không? Nên cái người khôn á, người ta tu, ta tạc tâm mình thành tâm Phật, chứ tướng mình thành tướng Phật không nổi đâu. Giàu cho một tỷ rưỡi sang Thái Lan cũng không bằng được á quý vị. Thiệt cái tướng Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. À quý vị, này nói nhỏ nhỏ chút xíu, có anh đó, anh ở bên đây, anh đi qua 1 tỷ rưỡi Thái Lan, bắt đầu anh sửa, ra về đẹp dữ lắm á quý vị. Bị bệnh tiêu, cái con ông bạn, ông là trời ơi uổng dễ sợ luôn thầy, đi sửa đẹp dễ sợ luôn mà về bệnh chết rồi. Mình cũng xót xa, nhưng mà mình suy nghĩ lại không lẽ đẹp không chết. À quý vị thấy không, đẹp cũng chết, xấu cũng chết. À quý vị, chỉ có tu mới là không chết, thôi là bất tử. À quý vị, bất sanh bất diệt. À quý vị, còn cái tướng mình giàu cho mình sửa tới cỡ nào đi nữa quý vị, già thì nó cũng dùng mà. À quý vị, nên người ta mới nói là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ mà sửa hoài nó không đẹp. Ý nó sai sai gì hả? Có sai sai gì không? Chắc vậy nó cũng đúng luôn phải không? Đó, vậy nó khổ lắm. À quý vị, nên thôi trời xanh sao để vậy đi. Bởi vì không biết bữa hổm có email nào gửi qua bên chùa là thầy ơi, thầy coi cái lỗ mũi con mà nó đôn lên nó đẹp không thầy? À, trời ơi. Hỏi kinh thầy biết chứ làm sao, thầy đâu phải là mày chấm hoa hậu đâu mà đôn lỗ mũi biết đẹp. À quý vị, nhưng mà cảnh báo một điều nha, nhằm khi cái mặt mình có duyên mà đôn lỗ mũi lên thành vô duyên đó. Có nhiều người quý vị đôn lên rồi mà đôn xuống đôn không được. À quý vị, đôn lên thì được mà lượt đi thì được mà lượt về thì không. À quý vị, lỡ đôn mà đôn bằng cách cắt sụn á, đem sụn lên trở thành cái thịt của mình luôn, chứ không phải ngày xưa nó chổi cái cây nhóng lên, còn bây giờ á lấy cắt chỗ này đắp chỗ kia thành thịt luôn. Mà nếu mà muốn đôn xuống phải giải phẫu tiếp cắt qua lại á. À quý vị thấy ghê không? Đỡ vậy, làm sụn vậy á cái khó nhưng mà bền lâu. Còn mình đôn mà đôn dên á, đôn mà dên lên á quý vị, cái người mà giữ cỡ nào giữ quý vị, mà sửa lỗ mũi thật cho thành hiền. Nó hay vậy đó quý vị, biết sao không? Mình giữ quá sợ người ta đập vô lỗ mũi nó méo cái mũi, nên gặp ai cũng nhịn chân á, đâu có dám cho người ta tát. Quý vị không? Ngày xưa mà mũi nguyên á thì không, cái này có quý vị, cái này có thầy gặp rồi đó. À, quý vị tự nhiên né, không có dám là cự với ai, dân cự với ai, ta lỡ ta đụng cái một nó dẹo bên sao. À, quý vị thôi trời xanh sao để vậy đi á quý vị. Đó, nên mình nói gì thôi chứ ai mình tôn trọng, ai thôi muốn làm gì làm. Đó, quý vị đẹp ở bên ngoài thì vẫn tốt, nhưng mà tốt nhất là đẹp ở trong lòng. Bây giờ lòng đẹp nha, đẹp nhất á là tấm lòng của Phật, tướng đẹp nhất là tướng Phật, là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nhờ phước báo nặng lên tướng đẹp. Bởi vì á, nhầm người á quý vị, ở kiếp này muốn đẹp á nhờ cái bộ mắt cặp, nhưng mà muốn đẹp cái kiếp sau là nhờ vào phước báo. Cái kiếp sau muốn đẹp nhờ phước báo, kiếp này muốn đẹp nhờ mắt cặp. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, đúng không? Đó. Nhưng mà mình có cái thân á quý vị, cái tối ngày lo cho thân là đắp bên đây, đắp kia, đắp kia, đắp kia tối ngày vậy, không gì không làm biết phước báo công đức nào. Mình biết là thời gian mình có nhiêu đó, thời gian không có thừa, thời gian có nhiêu đây hà, mà làm này không làm khác,
quý vị, thầy ngồi suy nghĩ dữ lắm. Thầy có suy nghĩ nát nước hết trơn. Là sao mà trên đời này mình có nhiêu năm đó mà ta, bây giờ mình làm này không làm kia, ví dụ uống cà phê á thì lại là không tập thể dục. Hiểu chưa? Mà đã tập thể dục thì không uống cà phê, mà đã tu quá thì không có quậy, mà đã quậy thì không có tu. Nó đọc vậy đó. Quý vị. Nhưng mà con người mình tham, muốn vừa tu vừa quậy. Vừa tu vừa quậy là sao? Cái gì cũng ăn, cái gì cũng khoái, cái gì cũng chơi, nhưng mà lại đắc đạo. Có không? Có không nghe. Cái này vụ này chắc thầy nói thêm quá à. Không phải đâu. Quý vị, chắc thầy nói thêm quá à. Phải nói thêm không? Tâm lý con người ta, quý vị, ăn cái gì cũng muốn ăn, mặc cái gì cũng muốn mặc, làm gì cũng muốn làm, nhưng mà cuối cùng cũng muốn đắc đạo thành Phật luôn á quý vị. Dạ, quý vị thấy không? Không, thời gian có bao nhiêu thôi à. Nếu tu không có quậy, có quậy không tu, vậy thôi à. À quý vị, nên không có trong cái khoảng thời gian mà hai cái làm cùng một lúc là không bao giờ có xảy ra. Chỉ có làm một cái này thì không làm cái kia thôi. Ví dụ như người mà có làm phước thì không có làm ác, còn người làm phát thì không có làm phước trong cùng một thời gian nha. Mình đang nói trong cùng một thời gian. Ví dụ như trong 2 tiếng đồng hồ, 1 tiếng đồng hồ trước ta làm ác, tiếng đồng hồ sau ta làm phước thì được. Nhưng trong 1 tiếng đồng hồ đó không thể nào là vừa làm phước vừa làm ác. Thở ra thì không có thở vào, mà thở vào không có thở ra. Không có ai một lỗ mũi thở ra, một lỗ mũi thở vào. Quý vị hiểu không? Nên trong cái đời của mình hiện diện thế gian, quý vị, thời gian mình còn lại có nhiêu đó, nên mình lấy mình làm chuyện này rồi thì không bao giờ lấy làm chuyện khác nữa được. Ví dụ thời gian 7 ngày đi du lịch thì 7 ngày đó chỉ có du lịch thôi, chứ không có 7 ngày đó đi tu. Không, chuyện đó không có. Quý vị, nên người ta tính toán, nhất là người lớn tuổi, người bệnh đó, quý vị, người ta tính toán dữ lắm. Ta tính toán bây giờ mình còn nhiêu nữa ta, hiểu chưa? Còn nhiêu nữa ta, bây giờ cho mình sống bằng Phật. Nhưng mà Phật á, là 80 tuổi thì mình năm nay 79 rồi, còn nhiêu nữa ta? Rồi mình ngồi mình hỏi nha, còn nhiêu nữa ta? Ôi, mình giật mình chứ. Chà, Đức Phật 80 mà mình giờ 79 rồi, vậy thì còn có, còn có 1 năm mà, quý vị, 1 năm là 12 tháng à. À quý vị, 1 năm 12 tháng mà bây giờ nửa tháng 10 rồi. Quý vị hiểu không? Bây giờ nửa tháng 10 rồi, nên cái người khôn người ta giật mình, muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng, lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao, tiếng chuông ngân qua bể thẳm giạt vào, chừng bừng tình thấy một màu tan tóc. Cho nên Thái tử Xì Đạt Ta đã giá từ hoàng tộc, vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngài ngồi, bỏ đường vua vua bỏ chiếc ngôi ngài già. Mặc thế sự. À quý vị, mặc thế sự, mặc cuộc đời, lúc đó ta mới bỏ. Tại sao? À quý vị, ví dụ như á, mình quan tâm thế sự nhiều quá thì mình đâu quan tâm tu. Tại vì thời gian có bao nhiêu đó hả? À quý vị, nên có nhiều người ta bỏ một cái một, ta bỏ ra đi trong rừng sâu núi thẳm luôn, quyết ra đi trong chiếc giá mưa sầu, đi trong bể thẳm rừng sâu để lập chí nêu cao nền Phật giáo. À quý vị, nên người ta ra đi, người ta tu một cái một. Quý vị, có nhiều người ta tu, người ta không bao giờ quay lại luôn. Coi như tu quyết đi có mực đường này luôn, tu thẳng băng luôn á. Còn mình, một bước đi, hai bước quỳ trở lại, chai trường rồi tới chai bò, chai lết tới hông chai. Rồi làm một bước đi, hai bước quỳ trở lại. Người này đi không có tới, đi là phải đi tới, đi thẳng băng à quý vị. Nên cái quan trọng nhất á, là mình nặng, mình tạng, tạc cái tượng Phật trong tâm là công đức nhiều nhất. Tâm Phật là tâm gì? Là tâm thiền, tâm định, tâm tịnh, tâm giác ngộ, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm tuệ. Đó mới là tâm Phật. Tâm sơ thiền, tâm nhị thiền, tâm tam thiền, tâm tứ thiền, tâm sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả là tâm Phật. À quý vị, bây giờ tâm tham, tâm giận, tâm hờn, tâm ghét, tâm ghen, hơn thua, tâm á, là tật đố ngã mạn sang tham đó quý vị, là thua. Cái tâm đó là thua. Nên tất cả các cái là quan trọng là mình sửa được cái tâm như thế nào. À quý vị, nên các vị tiền bối người ta dạy: thương đời tâm sự tỏa bài, Phật môn giảng pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ. Nên quý vị,
cái người nào nha thường hay quán tâm trên tâm, có nghĩa là nhìn thẳng tâm mình, là trực chỉ chân tâm á, là nhìn thẳng tâm mình luôn, nó khởi lên gì thấy cái đó. Bắt đầu ai tu niệm Phật dùng câu niệm Phật đánh bung bung bung, ai câu ai tu á là trì chú dùng trì chú đánh bung bung bung. Nếu mà ai tu thiền à, quý vị dùng hơi thở, dùng các cái đối tượng của thiền à, quán đối tượng của thiền định à, quý vị đánh bung 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 tan rã cái tâm đó. Những cái tâm gì mà đi trong sanh tử luân hồi, những cái tâm gì mà tạo nghiệp á quý vị, người ta tốc nó ra khỏi. Còn tâm thiền, tâm định, tâm tuệ, người ta giữ và lại tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, hơn thua nhau là cái chỗ đó à, quý vị. Chứ cái tướng á quý vị, trời ơi người này nhá, mặc áo Đài Loan, người kia mặc áo Nhật, người kia mặc áo China, vân vân á quý vị, cái áo đốt lên rồi cũng thành tro à, quý vị. Nhưng cái tâm đốt không có cháy, cái tâm đốt không có cháy. Nếu mà cái tâm mình là tâm thiền thì chết đi vẫn còn, cái tâm thiền, tâm định chết đi còn, tâm định chết, tâm tịnh chết còn, tâm tịnh, tâm từ chết còn cái tâm từ. Còn cái tướng của mình nó cháy sạch bách hết 3 tiếng đồng hồ, ai không tin thử đi. À quá vậy. Tin thử đi. Dạ quý vị, mất liền mất hết. À quý vị. Đời có chi đâu mà mến, đạo lâu bền Phật đến mới hay. Tà tà bóng ngã về Tây, tu thêm chút nữa đủ đầy nghe không. Đời là khổ long đong bể ai, đọa Tây phương lèo lái ta về. Xa đi cảnh khổ rừng mình, xa đi cái cõi chán chê ta bà. Trăm năm một kiếp ái hà, công tu theo Phật chắc là không nên. Đời là khổ ở bên cửa tử, hỡi thế trần nam nữ tu đi. Trở về bỏ tánh tham si, trì tâm thanh tịnh thì ly kỳ ai ơi. Đời dạng khổ nơi nơi trả nghiệp, nhanh chân đi bước kịp đò chiều. Đất nước này còn muôn dạng thương yêu, nội giống tộc luôn luôn chiều dài quân. Phật tử ơi hãy làm sao cho xứng, để trở về bên chân Phật thiện lương. Mai đây mốt nọ ở đài đường, ta chầu Đức Phật tình thương phủ trùm. Bắt đầu về nha, sắp xếp lịch nha. Mỗi lần 8 giờ mới thức, bây giờ 5 giờ thức. Ben ben ben, cốc cốc cốc. Ben cốc ben cốc, ben cốc 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 cốc. Nhưng mà cái đó tụng hồi xưa, bây giờ không phải ben nữa mà là buông. Cốc 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 bây giờ không phải là cốc 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 nữa, là mà bỏ bỏ bỏ. Buông buông buông, bỏ bỏ bỏ. Buông bỏ buông bỏ, buông bỏ buông bỏ, bỏ bỏ bỏ. Dương chi tình na thể biến sai, tam thiên tánh không bắt đức lợi nhân thiên pháp giới hoàng tăng diễn diệt tội tiêu kiến hòa diễm hoa hồng liên. Nam mô thanh lương địa bồ tát đã buông lại. Nên đó quý vị, chúng ta đang tạo thành một cái hình tượng của Đức Phật mà chúng ta luôn tôn kính tôn thờ, để làm bậc mô phạm mình đi tới như vậy đó quý vị, là chúng ta đang tạo nên một cái hình tượng Phật. Mình tôn thờ tôn tượng của Đức Phật thì
thì đức tánh của Phật sẽ xuất hiện ở trong tâm của mình. Nên mỗi khi nhìn thấy tượng Phật là chúng ta phải xá, phải lại. Quý vị nên trong tỳ ni nhật dụng nói rằng gặp tượng Phật là chúng ta phải cúi đầu đảnh lễ. Kiến Phật tướng hào đương nguyện chúng sanh thành tổ Phật thân, chứng vô tướng pháp án mâu ni, mâu ni ta, mâu ni ta bà án mâu ni, mâu ni ta, mâu ni ta ta bà án mâu ni, mâu ni ta, mâu ni ta bà. Rồi mình tu, mình sửa tâm sửa lòng của mình á, quý vị trở thành tâm Phật, cây Bồ Đề lên. Nên chúng ta nhìn mọi người, chúng ta đừng có nhìn cái tướng này nữa, mà nhìn thẳm sâu trong tâm hồn. Ai cũng có khả năng tu thành Phật. Nên chúng ta trở thành con cháu của Thường Bất Khinh Bồ Tát, đi đâu gặp mọi người, tôi lại các ngài, các ngài sẽ thành Phật, tôi lại các ngài, các ngài sẽ thành Phật. Có nghĩa là ta bỏ cái tướng này, ta nhìn vào trong Phật tánh, Phật tâm của mỗi chúng sanh đều có khả năng giác ngộ ngang như nhau. Nên khởi lòng tôn kính những gì Phật ở trong tương lai. Chứ mình đừng có nhìn ta vừa lé vừa lùn gì đó, đừng chơi lé ghé lùn gì đó, mình nói nát ta chân có gì, đốt cũng tiêu mà. Có vậy không? Nghiệp sai biệt với nhau. Nên bây giờ người ta sai biệt thì tướng trạng khác nhau, nhưng nhằm khi trong có tướng trạng gọi là xấu ở thế gian này, nhưng một tâm hồn đẹp ở bên trong á, một tượng Phật sẽ hình thành ra phía bên trong tâm hồn đẹp đó quý vị. Thì sau khi người ta chết đi thì chính cái mà tâm đẹp đó đi một cảnh giới rất đẹp đối với họ. Còn mình đây rất đẹp nhưng mà cái gì mình làm cũng xấu, chết đi một cảnh giới rất là xấu. Quý vị hiểu chỗ này không? Nên á, cái người nào mà có tu tập chết khỏi cầu siêu, tự đi cái rét luôn có gì. Tại vì tâm người ta tâm Phật rồi còn siêu đâu nữa. Còn bây giờ mình cầu siêu là tâm mình đang tâm ở dưới á, ta mới cầu ngược mà lên. Còn mình đã tu tâm mình tốt rồi, khỏi cầu cũng siêu. Quý vị mà đã đọa rồi cầu siêu chắc cũng năm ăn 10 thua à. Quý vị thiệt tình luôn á. Bây giờ kể câu chuyện cái thôi á, là mình nghĩ cũng hết giờ, tiếng rưỡi sao nhanh dữ ta. Cái á quý vị, bữa đó đi tụng kinh ở nhà của chú Phật tử kia, tụng kinh đám của ba ông. Khi tụng 3 ngày xong, ông là thầy, thầy cũng lại nhỏ nhỏ lắm, nói trang nghiêm lắm. Và bạch thầy, thầy hỏi gầy, thầy tụng kinh cho ba con giảng sanh tới phẩm thứ mấy? Cho mình nghe mình nói, ông nói mình giật người cái. Tại sao giật á quý vị? Hú hồn, mình đâu có biết phẩm thứ mấy. Bây giờ á tu lẽ nó dốc phạm giới sao? Đó, mà nói thiệt thì mặt mũi đâu. Tụng 3 ngày tụng muốn chết luôn, khan tiếng luôn. Mà giờ không lẽ mà nói là tôi tụng cho ba ông không có được lên phẩm nào hết. Nó cũng kẹt nữa. Quý vị thấy không? Nó kẹt. Quý vị, vậy đó, thiên cơ bất khả lậu. Thiên cơ không có lộ được đấy. Hiểu chưa? Anh muốn biết á, anh cũng ráng tu đi rồi biết. Thầy bận, thầy về. Chứ nói thiệt tình với quý vị, tụng 3 ngày không biết ông về đâu chứ. Nói thiệt luôn. Ở chỗ đó mình đâu dám nói mất mặt. Quý vị, cái tụng 3 ngày hỏi lên tới phẩm mấy. Không lẽ nói là tôi chưa biết tôi đi tới phẩm mấy đây nè. Hiểu chưa? Nó khổ ghê luôn á quý vị. Nên nó nhầm khi mình tụng mình gán tụng thôi, chứ cũng không biết người ta đi phẩm mấy nữa. Không nè, quý vị, nó khổ nhiều thứ lắm. Nhưng nếu người nào mà có tu tập đó, có gì tâm tịnh độ, dứt pháp và lên cảnh Tây Phương, còn phẩm mấy đó là do Đức Phật ngài phán quyết, chứ mình đâu có biết được cảnh đó, cảnh Tây Phương đã sao biết được. Nên quý vị nha, mà tu có phước báo khỏi cầu an, mà tu có thiền định có công đức khỏi cầu siêu thật. Còn mà đã đọa rồi cầu khó dữ lắm, không phải chuyện chơi đâu. Một Kiền Liên còn cầu không được nữa, chứ đừng nói mình. Ngài là A-la-hán cầu không được nè. Ngài cứu mẹ ngài có được đâu, bị đọa đó. Nên trong kinh Vu Lan nói gì? Dầu
mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vị thiên vương, cộng ba cõi sáu phương tu tập cũng không phương cứu vớt mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng, mà tăng có thần lực nha, chứ không phải là tăng gọi là vô lực. Thần lực là người ta đắc đạo mới có thần lực, chứ đường nào thần lực mà mười phương chư tăng. Còn đằng này có mình cầu lên tới phẩm mấy. Khổ ghê luôn. Nên nó thầy á sợ câu đó lắm. Nên bây giờ mình phải gán giảng pháp, phải gán độ, gán khuyên ta tu để mai mốt khỏi mời mình cầu. Hiểu không? Ta đấu cần. Nếu quý vị mà tu ngoan lành, quý vị giảng sanh cái rét cái ngày, quý thầy lợi cũng chẳng qua tình nghĩa thôi, khỏi cầu. Lúc đó mấy thầy nhẹ lắm, tụng kinh mà thanh thản lắm, đâu có áp lực. Còn đằng này tụng kinh phải lên phẩm mấy nữa kìa, nó áp lực dữ lắm. Còn đằng này thầy chứ, thầy quán tiến là đi tụng nha, lợi là tới đầu kinh cuối kinh mình thoải mái, mà ta giảng sanh rồi, mình tụng tình nghĩa thôi. Dạ, quý vị nên tụng rất thoải mái, tiếng kinh thánh thoát. Còn đằng kia tiếng nó nhiều, nó giặt lắm, nó nặng nề lắm, mình gắng cố gắng mình kéo mà nhầm khi. Lúc đó nào là sát sanh hại vật, sát sanh trộm cướp tà dâm năm giới, ông làm đủ chứ. Lúc đó mình kéo không nổi chứ không phải chơi đâu nha, kéo tông lưng à chứ không phải. Bởi nên quý vị Phật tử mà có thương quý thầy, làm ơn làm phước tu một cái để mai mốt khỏi cầu siêu. À, quý vị chỉ lợi tụng tình nghĩa thôi. À, quý vị còn mà quý vị bị đọ cái một á, là quý thầy cũng phải gán cầu cho siêu chứ sao. À, quý vị cầu ngày này qua ngày nọ mà nó đọ sâu quá, đào nhiều lớp quá, đào không tới, đào kiếm hoài kiếm thấy đó. Tại vì người ta đọ có từng một, ổng đọ từng 18 mà còn cộng một nữa chứ. Quậy quá chừng nào. Giờ đó quý vị ráng cố gắng chai lạc nha, gieo mầm từ bi thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy Phật, trang hoàng điện Phật, niệm Phật và tôn tạo tôn tượng của Đức Phật. À, quý vị thì chúng ta sẽ gieo duyên lành với nhà Phật. Còn quý vị muốn tạo như thế nào thì ngày 15 tới chùa Thiên Chánh sẽ rõ. À, nhưng thời cưới lời cũng là dứt hết. Cũng tán thán thượng tọa chủ trì tạo nên ngôi Già Lam từ cái ngôi Thiên Chánh mà ngày xưa thầy lại đó. Trước khi á thượng tọa về cái nơi đây đó, thầy lại rồi, hồi thời kỳ ni sư á, ni trưởng á, đã lại thì nhỏ lắm, gọi là ngôi chùa bé bé nằm dưới cội Bồ Đề, thấy chưa. Còn bây giờ á quý vị là ngôi Già Lam khang trang, tôn nghiêm, thanh tịnh, rồi là tượng Phật gỗ, tượng Phật đồng mà mình sắp tạo ra để cho tất cả thập phương chúng sanh đi đến chiêm ngưỡng bái lại tu tập phước báo công đức vô lượng vô biên. Cái đó là cái vị mà tạo ra. Còn mà chúng ta tiếp mà sức, cái gì cũng có duyên á, tức là có duyên đây có duyên kia đủ duyên. Nếu mà quý thầy khởi tâm không mà quý vị không có tiếp sức thì cũng không đủ được duyên. Quý vị còn không có thở đúc cũng không đủ được duyên. Còn đằng này có thở đúc thì có dồi. Còn khuôn đúc thì có dồi, nghe chưa. Còn quý thầy có ý tưởng và công sức cũng có dồi. Chỉ còn lại thiếu đồng thôi. Nên quý vị dễ lắm, cái này dễ lắm, chỉ cần đổi vàng lấy đồng là được, nghe chưa. Đó. Có bốn chiếc, đúng bốn chiếc, lấy ba chiếc đổi, còn cất một chiếc đeo ngon nghe cho vui đây. Thế thiệt đó quý vị nè, quý vị lấy bớt đi còn ít, nên tới thọ giới bắt quan trai đỡ mất công tháo. Chứ con cùm lum chân tháo lâu lắm. Chứ còn ai mà khỏi đeo luôn giới quan trai khỏi tháo, nó còn tiện hai ba điều, vừa có phước báo vừa tiện tu bắt quan trai. Nên rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã có thời chia sẻ giáo pháp vào tối hôm nay. Với cái đề tài là tôn thờ tượng Phật phước báo vô lượng vô biên. Và chúc cho toàn thể quý vị có nhiều phước báo công đức, hạt bồ đề nảy nở trong tâm, và luôn luôn lúc nào cũng gia đình cũng hạnh phúc an vui, riêng quý vị ít bệnh ít hoạn, trí tuệ thông minh, sống dai quyền lực, và luôn luôn lúc nào cũng hướng đến tu hành
và được sự che chở của ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.